đi hát hội thôi chị em ơi. Mời quý vị và các bạn hãy cùng về với quê hương Quan Họ chúng em, đến với những miền anh miền chị, với những câu ca Quan Họ ngọt ngào tình tứ. Xin mời quý vị cùng lắng nghe nhạc phẩm được mang tên Tương Phùng Tương Ngộ, được thể hiện bởi anh Phương Kiều Tử. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Tiên đi bao ngày, lần trần là canh năm canh. Tiên đi bao ngày, lần trần là canh năm canh. Bên màn oanh ơ, bên màn oanh đôi sánh đôi, em biết chưa đến bao giờ họp mặt là đôi sánh đôi. Các bác thấy đồ là này hát nó ngọt, đặc biệt là hát những giai điệu dân ca nó rất là ngọt ngào và dễ nghe. Mời quý vị và các bạn hãy cùng dành vài phút nữa để cùng tìm hiểu về cặp loa Mỹ Bái. Này, xin mời quý vị. Hello tất cả các đại ca. Lời chào được gửi từ trung tâm điện tử Hạnh Phương. Ở địa chỉ An Lạc Chí Linh tới tất cả các bác đang theo dõi kênh của trung tâm điện tử Hạnh Phương. Những bác nào lần đầu tiên đăng ký theo dõi kênh thì xin mời các bác nhấn nút đăng ký ở bên dưới, ở nút màu đỏ, để các bác có thể cập nhật những video, những sản phẩm âm thanh mới nhất được lên sóng hàng ngày. Anh Phương xin cảm ơn các bác rất nhiều. Các bác đang được chứng kiến trải nghiệm buổi test trực tiếp một cặp loa Mỹ mà mức đầu tư bình dân và được đánh giá là cặp loa có chất âm hay nhất, đẹp nhất của dòng loa JBL với tầm giá dưới 20 triệu. Rất đẹp mắt, rất ấn tượng và rất tuyệt vời. Hơn cả những gì chúng ta mong đợi ở một đôi loa dưới tầm giá 20 triệu. Với thiết kế một bát 40 và một chép kèn titan, thùng được đóng bằng thùng gỗ sồi bạch dương, kết hợp với này vỏ được bọc ra rất đẹp mắt và sạch sẽ, với kết cấu cực kỳ hầm hố đặc trưng của loa Mỹ, nửa kín nửa hở, nửa muốn che đậy và nửa muốn phô trương, để cho tất cả anh em chúng ta chơi giới audio ngắm hết ngày này sang ngày khác, nghe hết ngày này qua ngày kia vẫn cảm thấy rằng em nó mới mẻ và em nó cực ngon, giống như kiểu chúng ta ngắm người yêu cũ ấy, đúng không bác? Các bác có bao giờ nối tiếc hài niệm về những mối tình gọi là đã qua không? Những người mà tưởng chừng là người sát cánh bên ta suốt cuộc đời, nhưng vì một lý do nào đó mà chúng ta không đến được với nhau, thì trong tâm hồn chúng ta luôn luôn lưu giữ những hình ảnh đẹp. Và khi mà bất chợt gặp ở đâu đó, chúng ta vẫn ngất ngây, vẫn thoang thoảng cái gì đó mà cảm giác rằng là nó rất là ngây thơ, rất là ấn tượng và rất là mới mẻ. Có cái gì đó vừa quen vừa mới.
thì cặp loa Mỹ JBL TR125 cũng là một trong những cái đối tượng được anh em ta dành nhiều tình cảm đến như vậy. Một cái bát được che kín nhưng mà lại không bọc lưới để chúng ta nhìn được lộ vào bên trong bát 40. Còn cái chép kèn này chúng ta để hở để nó là đặc trưng của loa JBL. Hàng thì mới căng luôn các bác. Tiếng tép cực kỳ nét và dịu. Kể cả chúng ta đánh to hay đánh bé khi chúng ta ngồi nghe, nghe lâu vẫn không cảm thấy mệt. Đó là một đặc trưng của dòng loa Mỹ. Độ nhạy của dòng loa Mỹ JBL rất cao, cho nên kể cả các bác mở bé tí ti thôi thì nó vẫn âm mịch thì tiếng bát, và nó vẫn tanh tinh cái tiếng chép rất hay. Lời của ca sĩ cũng như là các cái giải âm sắc của nhạc cụ nó nổi bật lên trên nền nhạc luôn các bác. Đó chính là chúng ta nói rằng là dùng cái từ lột tả một cách chính xác, đó là tiếng âm sạch của dòng loa JBL. Mà những cái thương hiệu khác hiện nay, đặc biệt là những dòng loa Trung Quốc, cố gắng ngày ngày nâng cấp rồi thay đổi để đuổi kịp JBL, nhưng mà chắc chắn rằng là điều này khó có thể hoàn thành. Các bác hãy tiến lại gần để nhìn đôi loa nhà em. Thùng vỏ đây, các bác nhìn này, nó cực kỳ mượt và sạch. Đấy. Rất sang và rất sạch. Các bác thấy rằng là 10 đôi loa nhà em quay lên thì 10 đôi loa đều được đánh giá 5 sao. Bởi vì những đôi loa nhà em thì được tuyển chọn kỹ càng, mặc dù loa đã qua sử dụng và được thợ là chỉ có ngồi ăn mới vệ sinh lau chùi thôi, cho nên loa lúc nào cũng trong tình trạng sạch sẽ đẹp mắt. Đấy. TR125. Model này được lắp ráp và sản xuất tại Mỹ. Đấy. Những đôi loa này thì vừa nghe nhạc vừa hát karaoke rất là tốt. Loa JBL của Mỹ bát 40 thì ở dưới cái tầm 20 triệu thì chỉ có khoảng độ 3 mã, đó chính là 115 thùng nỉ hoặc là 215 Pro cũng là thùng dạ, và có một dòng nữa đó là chúng ta đang chứng kiến đây, đó là TR125. Ba model này là ba model có giá dưới 20 triệu. Thì TR125 là một trong những đối thủ cũng như là một model mà được đánh giá là hay nhất và chất lượng nhất trong những phân khúc này. Đấy là so sánh loa JBL, loa Mỹ với nhau. Chứ còn những cái dòng loa Trung Quốc được lắp ráp sản xuất Trung Quốc, hoặc là những dòng loa công nghệ Anh, công nghệ Ý hay công nghệ Đức gì đó, thì chắc chắn rằng là không có cửa để so sánh với những dòng loa này. Đây là loa so sánh loa Mỹ với nhau thôi. Thiết kế của nó thì chiều cao của nó chắc rơi vào tầm khoảng hơn 70 phân. Em đo các bác xem nhé. Không biết thương được đâu. Con này thì ước lượng, chắc em ước lượng nó cũng khá tròn đấy. Chiều ngang của con này nó rơi vào tầm khoảng 42 phân. Chiều sâu của con này nó rơi vào tầm 36-38 phân. Còn chiều cao của con này, chiều cao của con này nó rơi vào tầm 70 phân. Các bác có thể cân đối cái không gian nhà mình để chúng ta có thể kê kích cái loa này là phù hợp nhất. Với giá thành đầu tư của cặp loa này, nếu như loa nhà em mà bao zin 100% thì giá thành của nó sẽ là 15.500.000 đồng. Còn nếu hàng không bao zin, giá thành của nó được trừ đi 3 triệu, còn lại là 12.500.000 đồng. Các bác mua theo phương thức nào thì alo cho em. Còn cái chuyện mà trên thị trường, ví dụ như là có thể nó giảm được 1-2-3 triệu, nhưng mà cái điều đấy thì nó nằm ở cái chất lượng của sản phẩm hết các bác. Tất cả mọi thứ thì các cụ chúng ta dạy rồi, tiền nào vải đấy. Và đặc biệt những anh em chơi loa Mỹ thì luôn luôn có một cái khẩu gọi là cái quan điểm, chính xác là quan điểm,
Thà mua đắt mà mua được loa đẹp, loa zin còn hơn mua loa rẻ mà nó nát, loa đều. Ôm cục tức vào người nó mệt đúng không ạ? Số máy của em là 0971998555. Mọi chi tiết phối ghép xin alo cho em. Xin cảm ơn các bác rất nhiều.